sống bạn đau đầu. Đấu đáng chú ý tại giải V-League Petro Việt Nam Gas trên sân Thiên Trường tài chính. Chiều ngày hôm nay thì trận đấu giữa Huda Huế và Đồng Tháp tại vòng 19 giải hạng nhất quốc gia đã kết thúc. Chủ nhà Huda Huế đang rất cần kiểm đến hy vọng thăng hạng. Đang nói gì vậy? Đầu con số đồng giáp của trận đấu sớm vòng 19 giải hạng nhất quốc gia khiến người hâm mộ cố đô bắt đầu lo lắng về phong độ của đội mình. Xem ra mục tiêu thăng hạng sẽ rất khó khăn kể từ vòng đấu tiếp theo, họ sẽ còn phải gặp những đội đang cần nhiều. Cũng ở lượt đấu này trong trận đấu sớm nhất, đội TNT Hà Nội đã có được 3 điểm sau trận thắng 2-0 ngay trên sân khách trước Tân Binh. Vậy là một điểm có được trong trận đấu chiều nay sau khi đồng giáp có 39 điểm dẫn trước tất cả. Trong khi đó, TNT Hà Nội đã vươn lên xếp thứ 2, Huda Huế xếp vị trí thứ 4 và đứng thứ bảng xếp hạng vẫn đang đặt Tiền Giang vào không thay đổi. Như vậy cho đến lúc này đã diễn ra 2 trận đấu sớm của vòng 19 giải nhất. 4 trận đấu còn lại sẽ thi đấu vào cuối tuần này, thứ bảy ngày 5/7. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo với sự tham gia của quốc tế trên một vàng lần thứ 2. Đây là giải đấu truyền thống hàng năm của Việt Nam và quy tụ nhiều các vận động viên quốc gia và du khách. Hồng Kông, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Có chị muốn đi thọ chị gọi Trang Trang đây con. Đến lúc này số vận động viên đăng ký là 117 người, 64 nam và 49 nữ. Đáng chú ý tại giải lần này có các tay vợt hàng đầu như là Tang Xem của Hồng Kông hiện đang xếp hạng 29 thế giới, hay là Lee Jun Sang của Hàn Quốc hạng 63. Đối với đoàn Việt Nam, điểm các tay vợt mạnh và các tay vợt của tuyển quốc gia đều có mặt. Giải bóng bàn quốc tế cây vợt vàng lần thứ 2 là một trong những vận động viên cọ sát kiểm tra trước khi tham gia Olympic Bắc Kinh 2008. Giải sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20/7 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế, thất bại của đội tuyển Italia tại vòng chung kết Euro 2008 đã dẫn đến sự ra đi của huấn luyện viên Donnarumma. Ông Ancelotti, người từng đưa đội bóng áo việt nam đến chiến vô địch thế giới năm 2006, đã được chọn để dẫn dắt đội tuyển Italia từ nay đến World Cup 2022. Tôi rất hạnh phúc khi trở lại đây, nơi tôi đã từng ra đi. Tôi biết trong thời gian này của tôi là rất khó khăn, nhưng tôi sẵn sàng đứng đầu với điều đó. Việc đầu tiên nhóm Nipti phải thực hiện là tiến trình này với cầu thủ Anh để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022. Trận loại tay vợt số 1 thế giới Ana Ivanovic.